Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới để trở thành một vua hải tặc trong thế giới Minecraft. Và lần này thì mình đã xuất hiện ở cạnh một cái con thuyền hải quân cực kỳ to đằng kia. Và đây có cừu nè, cũng như là một cái rương khởi đầu. Giờ thì mình sẽ lấy trước những cái cây đuốc cũng như là cái rương khởi đầu này nhá. Và trong rương có cho mình một ít cái đồ như là ủng và gỗ thôi. Ôi, gỗ lúc đầu là rất là cần thiết luôn á, mình đỡ phải đi chặt cây. Và đằng này có một vài cái bé cung phu nè. Mấy em này biết võ nha, đừng đùa á. Và đây có cừu nè, chắc mình sẽ thịt cừu đi để mình có len á và làm cái giường ngủ qua cái ngày đầu tiên thôi, chứ ngày đầu tiên mà không có giường á thì rất là cực khổ luôn. Và phía đằng kia hình như là sa mạc thì phải, mình thấy có xương rồng với quá trời cát kìa. Hình như vậy á. Và nhân tiện mình đang có cái gỗ nè để mình làm cho mình trước một cái bàn chế tạo, cũng như là craft một cái thuyền luôn, để mình khám phá cái tàu hải quân trước, tại vì trong đó nhiều khi lại có những cái trái ác quỷ á. Và giờ mình sẽ làm cái thuyền giống như vậy nè, lấy lại cái bàn chế tạo và đi khám phá cái thuyền hải quân thôi. Mới vô mà nhặt được trái ác quỷ thì tuyệt luôn á. Ủa, đằng kia có con gì cả? Well, hình như là con cá voi thì phải á. đúng rồi, hình như cá voi á. Rồi giờ thì mình sẽ đi. Ây da. Ui, bể thuyền rồi. Hình như trong này có hai quân này các bạn ơi. À, trong này có hai quân. Biết mình vô hải quân có quýnh mình không nữa. Nhưng mà tạm thời thì cứ. Hello mấy cưng. Mày có quýnh không vậy? Ui sao. Ui, anh em tương tàn rồi. Rồi quýnh anh kia chết quẹo luôn rồi. hai anh chết rồi. À, mình tranh thủ mình cà ếch. Mình cà ếch nè. Tranh thủ lợi dụng luôn. Wow, căng thẳng. Mình chui vô được nào chỗ an toàn giờ ta. Để giờ mình sẽ bắt block để tìm cách lấy đồ trong này nhá. Trong đó nó có đồ xịn đấy. Đặt ở đây đi. Đó, có cầu thang rồi. Và trèo lên thôi. Đột nhập tàu hải quân. Ui, anh này gần chết mà dám cà khịa mình hả? Ở trong kia có giường sẵn luôn kìa. Biết một mình vô chẳng quýnh có lại không nữa. Nhưng mà đứng ở đây cà kìa nè. Ui, gây ra lút bát. Hay là bây giờ mình sẽ làm cho mình một cây kiếm ta. Được á nha, để mình làm cho mình một cây kiếm trước đi. Quýnh cho nó tiện. Rồi, có kiếm gỗ rồi, thoải mái mà quýnh nhau luôn. Nhưng mà chưa có giáp nên cũng hơi sợ á. Ủa sao kỳ vậy, mình mặc giáp vô mà nó không có cộng giáp kìa. Mặc cái ủng vô mà. Nhặt cái lút bát rồi. Ui, thân thiện nha, không quýnh nhau nha. Mình không phải tặc. Ê, ui, ai. Ui, còn cầm súng nữa. Ui, trên này có anh hải quân nè. Wow, có rương. Để mình lấy cái rương. Ui, chết rồi, rương trống. Sao kỳ vậy, sao mình lại là cái rương trống. Ui, bình tĩnh nào. Ở trên thì không có gì hết. Hướng này còn một anh cầm kiếm. Gửi ra cái kiếm đi. Không rơi cái kiếm luôn. Ủa, vậy tầng trên không có kiếm gì trơn hả? Vậy ở dưới này thì có rương không? Đồ nhập tái quân vậy thì chết rồi. Không có món đồ nào mình nhặt được hết á. Ít nhất phải có cái rương nào chứa đồ chứ. Ủa? Ủa kỳ vậy ta. Hay là rương phía trong này. Mình tin là chỗ này chắc chắn còn rương á. Chứ chẳng lẽ nó lại nghèo như vậy. Kỳ lạ thiệt. Rồi giờ thì tìm đường xuống dưới thôi. Một xíu chắc mình phải tìm một cái hang á. Rồi nâng cấp dụng cụ lên chứ đồ gỗ vì nó cũng không ổn cho lắm. Ui, trong đây là cái căn phòng nữa à. À, kìa, mình sẽ tiêu diệt hải quân. Rồi đột nhập vào lấy hai cái rương này. Đó, có rương. lùm lè gồ chuồng các bạn ơi. À, trước khi chuồng thì mình sẽ chôm cái giường luôn nhá. Có cái giường không chôm thì phí lắm. Rồi, cà kìa team anh này đó, cà kìa, anh này hồi nãy cầm súng bắn mình nè. Cái tội cầm súng bắn mình, chạy thôi. giết được mấy anh hải quân trong này rồi, và có được... một cái hòm nè, hòm gỗ, một ít cái túi chứa belly và một cái kiếm của hải quân luôn. tuyệt vời, vậy là cái lần đầu tiên đột nhập tàu hải quân thì mình đã mang về được kha khá đồ rồi đó. Mà không biết hồi nãy mình có lấy cái bàn chế tạo chưa nữa. À, mình lấy cái bàn chế tạo rồi. Để bây giờ mình vô trong bờ đi, rồi mình sẽ bắt đầu chọn cái phái các bạn ơi. Trong này thì mình có thể thoải mái chọn phái từ những anh hải quân giống như vậy nè, hoặc là cướp biển, hoặc là người cá luôn á, giống như trong phim One Piece gì đó các bạn ơi. Còn đây là con cua, mình sẽ đơm con cua này trước. Đơm con cua. Ui, con cua.
của bự vậy? Và rơi ra cho mình một ít cái hình như cái này cái càng hay gì á. Ừ đúng rồi, càng cua dùng để chế tạo vũ khí luôn nè. Được á nha. Và giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu chọn phái thôi. Ở đây á, thì chúng ta có thể chọn cướp biển nè, hải quân hoặc là những cái thợ săn tiền thưởng. Và cuối cùng là hình như là cái này là thiên long nhân thì phải á. Mà thôi mình chỉ sẽ chọn cướp biển đi cho nó thích. Ray thì mình sẽ chọn là người nè, thay vì là người cá hoặc là máy móc nha. Và cuối cùng là nhân tạo thôi. Đó, như vậy thì mình đã chọn thành cướp biển rồi. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thể học được những cái kỹ năng trong này nè. Mình sẽ bắt đầu cho kỹ năng vào trong nha. Đó, mấy cái kỹ năng này hình như nó sẽ kết hợp với kiếm để tăng cái sức mạnh lên hay sao á. Chẳng hạn như vậy. Đó, đây là một cái kỹ năng này các bạn, kỹ năng lướt thôi. Ồ, chém một phát để lướt. Còn kỹ năng thứ hai thì sao? Ui. Ui, kỹ năng thứ hai là chém nè. Wow, chết khỏe bé cụ luôn. Bùm. Ui, cái này mà mình quýnh mấy cái anh hải quân chắc được lắm luôn á. Chiêu 3 nè. Tính ra những kỹ năng này mạnh ghê luôn. Uầy. Wow, xài một skill quá trời dữ luôn. Ê, đừng cũng quýnh bác nông dân. Ui, cái tên này định cắn bác nông dân ngay ban ngày luôn kìa. Wow, và bác này đổi gì đây? Đổi những cái quả trứng gì nè. Mà không biết bác này đổi quả trứng triệu hồi con gì nữa. Nhưng mà tạm thời cứ để cho bác ấy sống gần mình đi. Chắc đàn cù này của bác đó hay sao á, nãy mình thịt tích vài con rồi. Thôi kệ, cũng như là thù lao công mình giúp bác ấy đi. Và để bây giờ mình sẽ tiến lại gần ngôi làng và tìm một cái chỗ nào đó để mình kiểu như là có thể bắt đầu đào mai nha các bạn. Và ui, đằng này còn có cái khu rừng nữa. Ui, có Enderman. Ô, được nha. Và để bây giờ mình sẽ làm trước cho mình một cái cây cúp đi, để một xíu còn có cái mà đi mai nữa chứ giờ. Nãy giờ lo đi khám phá mấy cái tàu á mà quên việc chế tạo cái cây cúp mất tiêu rồi. Rìu mình cũng hư á, nên mình sẽ làm thêm một cây rìu để dễ dàng chặt các bạn chế tạo hơn. Đồ hơi bừa bộn á nha. Một xíu thì mình sẽ sắp xếp lại sau. Rồi giờ thì nhanh chóng vào trong ngôi làng kiếm cái lò nung để nung đồ ra thôi. Còn cái khu rừng bên kia thì từ từ mình sẽ khám phá ngôi làng này coi có gì không nào. Không biết có nhà bác Hờ Gèn không nữa. Mình cần nhà bác Hờ Gèn thôi để mình có thể mượn tạm cái lò nung á. Nhưng mà tôi nhớ tình hình này chắc không có nhà bác Hờ Gèn. Úi, có nè. Ồ, còn bên đây còn có gì đấy? À, cái này là cái lò tinh cơ này các bạn. Ở đây có một cái quyển sách hướng dẫn về cái mod tinh cơ hay sao ấy. Đây, quyển sách Material and You nè. Đó, trong đây nó có những cái hướng dẫn cơ bản á, nhưng mà ở đây thì mình có sẵn nguyên cái lò luôn rồi. Vậy là mình rất là thuận lợi luôn. Giờ thì mình chỉ cần cho một ít cái gỗ vô đây nè. Mình sẽ sử dụng cái than gỗ thay vì sử dụng một cái khối gỗ để nung nhá. Và phía trong này sẽ có những cái món đồ cần thiết cho mình, như là quần nè, và một cái flipper không biết dùng để làm gì nữa. Nó không có công thức chế tạo luôn. Mà thôi kệ đi, than đã nấu xong rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu nướng thịt cừu lên nhá. Giờ thì mình sẽ đợi cho thịt cừu nướng chín rồi đà mình ăn cái cho nó no bụng các bạn ơi. Chứ giờ thì nó đói quá trời rồi. Rồi nãy giờ nó nấu cũng được một ít cái thịt cừu rồi. Giờ mình sẽ ăn rồi tranh thủ ngủ nhá. Hiện tại mình chưa có nơi định cư nên thôi chắc mình sẽ ghé ngôi làng và đặt một cái giường ở đây. Cắm một ít đốt lên để cho sáng sủa rồi định cư tạm trong này với mấy bác chân làng luôn. Rồi sáng thức dậy á, thì mình sẽ bắt đầu mở những cái lướt bát. Vì hồi nãy giờ á, đánh mấy cái anh hải quân thôi mà mình nhặt được khá lướt bát nè. Và cái comment đầu tiên. Ui, cho mình Ender Pearl. Cái ngọc Ender này rất là cần thiết nha. Mình có thể sử dụng nó để chế tạo rất là nhiều thứ trong này luôn. Và có thể đổi ra những cái hạt á và làm những cái bé rất là hữu ích. Bên cạnh đó thì mình sẽ mở tiếp những cái lướt bát này. Lại thêm một cái flipper nữa. Ủa, cái này thì dùng để làm gì ta? Mình không biết dùng để làm gì nữa, nhưng mà nó không có stack lại á, rất là choáng chỗ. Xương cũng như là arrow mình sẽ lấy luôn. Cái này không cần mình sẽ vứt nè. Và một cái common cuối cùng, cho mình những cái tờ giấy. Rồi giờ mới tới mấy cái uncommon. Cho mình một cái giống như cái đùi gà vậy ta. Đùi gà và một cái bụi cỏ. Thôi vứt ra đi. Vứt luôn cái lướt bát nè. Và cái thứ hai, một cái ủng bằng sắt. Ôi chắc mình thay quá. Ôi chắc mình thay đi chứ cái ủng này nó không cho giáp đâu. Rồi và trong này còn có cái
cái đùi gà nữa nè. Rồi tạm thời thì cũng khá là ok đó. Mấy món trong này thì nó nấu chưa xong, nhưng mà mình sẽ nấu thêm một cái cục than gỗ đi. Có than gỗ thì nó nấu sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều luôn. Và mấy cái túi ba ly này chắc mình sẽ xài đi nhá. Ui, nó cho mình ngẫu nhiên. Cái đầu tiên cho mình 21, cái thứ hai cho mình 15. Và xài, ui, 76 luôn. 79, 59 và 53, cuối cùng là có 5 ba ly. Thôi kệ. Và bây giờ thì trong người mình đã có 404 ba ly rồi đó. Hình như cái này mình dùng để học cái kỹ năng hay sao á. Hiện tại thì mình chỉ mới có 4 cái thôi. Trong này còn có cả haki được các kiểu cơ, rất là xịn sò. Và coi than gỗ nó xong rồi nè, để mình nấu nốt cái mớ thịt này. Rồi cùng nhau đi khám phá tiếp nhá. Ngôi làng này chắc mình sẽ lưu điểm luôn đi. Mình sẽ đặt ở đây một cái điểm nè. Village. Đó. Để có gì mình dễ dàng di chuyển về hơn. Và giờ thì thoải mái đi mà không sợ bị lạc nữa rồi đó. Và ngoài ra thì mình sẽ tranh thủ đi tìm những cái phôi vàng. Vì những cái rương giống như vậy nè, cái wooden box thì mình cần phải có cái chìa khóa. Và công thức của cái chìa khóa thì mình cần phải có ba cái phôi vàng lận á. Rất là khó trong thời gian đầu luôn. Mà nãy giờ mình vẫn quên đi đào mai nữa. Để bây giờ mình sẽ vô trong nhà cất đồ á, rồi đào một cái đường để chúng ta đi tìm thêm những cái loại khoáng sản nha. Rồi giờ thì lấy thêm ít thịt và đi thôi nào. Mình nghĩ nên tìm một cái hang á thì nó sẽ tiện hơn. Mong rằng ở phía sau bên trong khu rừng sẽ cho mình những cái hang. Ui. Ui, chỗ này cũng có chocobo nữa. Ui đã vậy. Ui ui cái gì đây? Goblin. Ui hổn nè, cái phần đầu á là cái tán cỏ các bạn ơi, giật mình không để ý là không thấy luôn á. Này thì đánh lén chơi mà núp lùm đánh lén nè. Rồi tạm thời mình đã đánh bại Goblin rồi, giờ thì tranh thủ tìm một cái hang thôi. Hướng này có cái hoa hoa lửa hả, dùng để làm gì đây? Ui trong này mấy cái hoa tính ra nó cũng cần thiết lắm á chứ. Sapling thì mình sẽ trồng xuống để sắp tới có cây mà ha, chặt tiếp. Nhưng mà nhìn sơ qua thì chỗ này không có mấy cái hang hả. Ở đây có mía nè, hơi bị nhiều là lần khác luôn. Ui để bây giờ mình sẽ lấy mía nha. Sắp tới thì mình cũng cần phải nâng cấp vũ khí các thứ á, nên mía cũng rất là cần thiết trong giai đoạn đầu. Và mình sẽ lấy mía thì từ từ lấy không được xuống đây được không? Ủa đây nó có đường xuống dưới nè. Để giờ mình sẽ thử xuống dưới xem như thế nào. Và chuẩn bị thức ăn sẵn, tại vì giờ mình cũng đang bị đói á. Ủa nhưng mà sao nó tối vậy ta? Đây là tiếp tục một cái ngục rồi. Cái này thì khá rất là quen thuộc luôn. Nhưng mà để thử xem coi ngục ở trong thế giới này nó có khác biệt gì hay là có nhiều thứ hay ho gì không nhá. Tạm thời thì cứ vô đây khám phá trước đi, tính gì tính. Đập ra, gắn vô đây lại như thế này. Rồi, và đây có cái rương nè. Nhìn kỹ không mà bị quýnh á. Và có một cây cúp bằng sắt. Ui đã vậy mới vô cho cúp sắt là hơi bị quý luôn á. Một ít thức ăn, một quyển sách và chỉ thôi. Mình sẽ trang bị kiếm hải quân đi, tại vì kiếm hải quân nó tới 6,25 sức tấn công lận, mạnh hơn rất là nhiều. Ở đây có cái cửa nè. Ui nó có cái đe và một đống đồ luôn. Ui. đã vậy, chắc mình sẽ lấy cái đe trước đi. Và đây có cái rương nè, lại thêm một cái kiếm nữa. Wow, được 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 nha, cái kiếm này tới 7 đam lận á. Và nó được enchant sẵn luôn. Quá dữ quá dữ. Lượm thôi nào. Hạt vàng thì nó cũng rất là hữu ích á, nên mình sẽ lấy về luôn nhá. Còn mấy cái thứ như vậy thì mình có thể lượm nè. Mình nghĩ cái ngục này nó sẽ có nhiều cái món đồ xịn á. Tại vì mới vô mình đã được kha khá đồ rồi. Nhưng mà đồ giờ đã đường cùng rồi, nên thôi lấy lại cây đuốc. Trong đây mình không có than á, nên mình phải tiết kiệm từng cây đuốc thôi. Ý, than nè. Ui vừa nói không có than gặp được than luôn. Quá tuyệt quá tuyệt. Tranh thủ có số than này á, mình sẽ lấy thiệt là nhiều nhá. Một phần là mình sẽ sử dụng trong việc chế tạo những cây đuốc, một phần á là mình sẽ mang về để nung nướng luôn, chứ dùng gỗ hoài thì nó tốn lắm luôn á. Ý, có cả sắt nữa cơ. Wow, có cả sắt luôn nè. Đã vậy, lượm về liền. Chỗ này thì đi rồi. Và giờ thì chưa đói nên mình sẽ chưa ăn bánh nha. Chắc mình sẽ đi tiếp về phía trước đi. Phía trước vẫn còn đường nè. Để hai bên nó nhiều khi nó lại có căn phòng. À,
spawner mình sẽ tranh thủ đạp để nó đừng có xuất hiện quái. Và trong rương lại có thêm một cây cúp, nhưng mà cúp đá thôi nên mình sẽ không lấy nhá. Và một quyển sách bảo vệ nè, cái cuốn sách thì lấy được. Rồi giờ thì chắc đi tiếp nhá. Hướng này cũng đã đi xong rồi, hay là mình sẽ đi về hướng này. Ui trong này có Enderman kìa. Ui nhìn, nhưng mà nhìn con Enderman nó lạ lạ. Ui sao mắt nó lại màu xanh. Ủa nếu mà quýnh nó chắc nó quýnh mình đúng không ta? Ui ui nó khỏe tới mức mà lượm được cục đá luôn. Thông thường Enderman chỉ có thể lượm được những khối mềm như là mấy cái cục nether crack hoặc là cục đất hoặc cát thôi. Con này nó lượm nguyên cục đá, nó mạnh lắm đấy. Ui ui nó đâu rồi, nó đâu rồi. Ui mình quýnh nó cái nó tay le mất tiêu luôn rồi. Thôi, chạy đúng không ơi. Gặp Enderman thứ dữ rồi á. Lụm nguyên cục đá luôn, giật hết cả mình à. Trời ơi, lần đầu mình gặp luôn á. Thôi, giờ thì đi tiếp về hướng này. Và đây là một cái căn phòng gì đây. Hệ thống gì mà nhìn quăng xà là quăng vậy. Ui, pháo bông gì đâu đây vậy. Trong này có rương hay gì không? Không có rương gì hết. Nhưng mà nhìn hệ thống này nhìn hoành tráng vậy. Trong mấy cái hopper này thì dropper có những cái cây que nè. Thôi chắc. Ui nhưng mà nó lại đánh dấu từng cái riêng á chứ. Mình không stack lại được. Trời ơi. Vậy thì nó sẽ rất là chón chỏ nên mình sẽ không có lấy về nhá. Còn bên phần này thì có một cái lò nung. Cái này thì lượm được nè. Một cái rương. Wow, có sách, có giấy, có cá chín, có táo. Những cây kiếm bằng sắt hả? Lượm luôn, cuốn sách sức mạnh 1 nè. Ủa mình có quần chứ ta. À mình có quần rồi nên không cần lấy quần nữa đâu. Một cây xẻng mình chưa có, mình sẽ lấy luôn nha. Ít cái mầm cây. Rồi. Và đây có kệ sách nè, mình sẽ lấy luôn cái kệ sách nha. Và đi tiếp thôi. Mình chế tạo thì có rồi nên không cần phải lấy. Giờ có đồ mà nó đầy mất tiêu rồi. Chắc tí nữa về mình tìm cách mình cất đồ quá chứ. Chật chội như vậy thì không có khám phá nhiều được. Ủa cái này là gì đen thui vậy ta. Ui mình sợ mình nhảy xuống đây nó lại bị trúng độc quá hả. Bên kia cái spawner, để mình đập nốt cái đó rồi coi coi có đồ gì xịn không. Để mình lấy mang về nha. Skeleton, đừng đùa. Hai hit nữa thôi, và một hit cuối cùng. Ui nó có dòng gai sao, quýnh nó bị mất máu quá trời luôn á. Rồi lượm với mấy món đồ trong này. Con sách sắc bén 1 hả. Ok lượm luôn. Rồi tạm thời á thì chắc mình sẽ dịch chuyển về nhà nha các bạn. Có đồ nó đầy mất tiêu rồi nên không có đi khám phá được nữa. Rồi để bây giờ mình sẽ cắt đồ một cái rồi chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi tìm những cái lọ khoáng sản nha. Rồi mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và chắc bây giờ á thì mình sẽ vừa đi khám phá và vừa tìm một cái hang luôn nha. Chứ giờ mà không có vàng á thì mình không có mở được cái thùng ở nhà mình đâu. Nhiều khi trong cái thùng gỗ đó thôi nhưng mà nó lại chứa một trái ác quỷ cực kỳ xịn thì sao. Nên phải tìm cách mở nó ra cho bằng được á. Rồi giờ thì mình sẽ trồng thêm mía để mình có cái mà thu hoạch nha. Rồi giờ thì đi tìm một cái hang luôn thôi. Và thỉnh thoảng ở bên ngoài á có một vài cái con Enderman này mình không biết sao nó lại xuất hiện ban ngày nha. Ôi nó bị còng hay sao á. Bị còng lưng hay sao rồi. Thôi kệ đi, thấy nó còng lưng tội nghiệp quá nên mình sẽ không có đánh nó nha. Và tranh thủ đi tìm một cái hang ở gần gần vùng sa mạc đi coi nào. Hy vọng là tìm được. Bây giờ tìm chả thấy cái hang nào hết trơn á, chỉ thấy đúng cái công trình hồi nãy thôi. Ủa và đằng xa xa các bạn có thấy cái tòa tháp không? Hình như đó là một cái tòa tháp đi xuống thì phải. Thấy nó khá là thấp luôn. Ở phía trên sa mạc còn có mấy con gì nữa đây. Ui con gì thấy ghê vậy. Ui con gì thấy ghê lắm. À không, cái này là một cái tòa, một cái ngọn tháp obsidian nữa hả. Ờ và trên đó có con Enderman nữa. Ender Golem chứ không phải là Enderman nhá. Ui nhìn con đó có vẻ khá là hung hăng á. Ui ui ây da ây da. Xương rộng mà biết đánh người. Ui lần đầu mình gặp luôn á. Ủa cái này nó nhiều cái lão quá hả. Trời ơi tưởng đâu cái cây xương rồng lại gần nó cà cho mấy hít. Muốn xỉu luôn á. Ủa nhưng mà sao trên sa mạc lại có cái cây kia. Ủa kỳ vậy. Cái cây nào mà sức sống mạnh liệt dữ vậy. Giữa sa mạc mà lại xuất hiện cái cây kìa. Để giờ mình quăng bởi mình coi đó là cái cây gì cái đã. Nhìn rất là lạ luôn á nha. Ủa thiệt kìa.
Ôi, giữa sa mạc nó có cái cây, nghị lực sống cây này hơi bị cao luôn á. Và đằng kia lại là một cái ngôi làng. Và một con hình như con kia là... Ui, con gì mà chết queo rồi, chưa kịp coi nó tên gì nữa. Ui, ngựa mà có cánh kìa. Ngựa có cánh luôn. Ui, cái gì vậy? Bình tĩnh nào anh bạn. Bình tĩnh nào. Làm gì mà hung hăng như vậy? Con gì mà giết rơi ra thịt bò ta? Đây còn miếng nữa nè. Pegasus. Ôi, mình thuần phục được ngựa có cánh nè. Bé này tên là Pegasus các bạn ơi. Ôi, lưu lại liền. Bé ngựa có cánh. Lưu lại một cái nha. Khi nào mình có cái yên cưỡi, nhất định mình sẽ trở lại đây để cưỡi em ấy. Xịn nghe luôn á. Có đây mặc được giáp nữa nè. Và trang bị được thêm vài thứ khác nữa. Wow, thích dở. Cũng hướng đằng này là cái ngôi làng thôi. Để mình qua bên đó mình kiểm tra thử nha. Không biết ngôi làng. Ê. Đó, các bạn có thấy không? Này là con sâu. Nó là con sâu các bạn ơi. Ây. Ui, cái con golem kia đục mình cái chết queo rồi. Gì hung hăng vậy? Cái gì á? Mình đâu có làm gì con golem đó đâu. Chu duyên thiệt sự luôn á. Ây ây ây. Ui, có mắc đồ gì không? Nguy hiểm. Ừ, con kia tự trúng độc hay sao kìa. tự nhiên bị quýnh à. Vô cớ ghê luôn á. Trong nhà này coi. À, cái này là dân làng từ Pha Len. Tìm đến làm gì? Ờ, chỉ có vậy thôi à? Hả? cái đó là... Mình cũng chưa biết công dụng của cái loại đó làm gì nữa. Nhưng mà... Tạm thời thì mình cần tìm cách để lấy lại đồ đã. Mình mất cái ổn mất tiêu rồi. Thì tình bị đánh vô cớ ghê luôn á. Không hiểu sao luôn. Ai đây còn mới nữa nè. Ê, chơi vui vẻ không quạo nha. Làm gì quạo dữ vậy? Mình có làm gì đâu mà lại quýnh mình. À, nó đang bị lúng kìa. Quýnh nè, quýnh nó đi. Bị lúng là cơ hội liền. Giờ mình sẽ đào mấy cái này ra để lấy đồ của con Ender Golem hồi nãy. Trả lại nè. Vậy là xong rồi. Và hướng biển này coi nào. Hướng biển này thì không có cái gì đặc biệt hết á. Và chắc bây giờ mình sẽ trở về nhà thôi. Chứ giờ đi khám phá xa nhà nó cũng hơi sợ. Có được cái bé ngựa có cánh là thấy thích rồi đó. Nãy giờ đi 2 lần rồi mà vẫn chưa tìm được cái hang. Nên giờ mình sẽ ở nhà nghỉ ngơi một xíu cũng như dọn dẹp đồ á. Rồi sau đó lên đường chập ba nhá. Hy vọng chập ba sẽ tìm được một cái hang để đào mỏ nha các bạn. Trên đường đi tìm hang thì mình vô tình phát hiện ở đây có cái nhà của ai nè. Và một cái lâu đài bên kia nữa. Từ từ thì mình sẽ khám phá nốt mấy cái đó. Giờ thì khám phá cái nhà này trước đi. Ui, cái này nhà này có bánh luôn. Ây. Ui trời, nhà cũng phù thủy à. Mình vô nhà của bà Phù Thủy. Mình ngồi mình ăn bánh như đúng rồi. Bà trội cho mình loại thuốc độc với 20 mấy giây luôn. Wow. Bà Phù Thủy này xịn thiệt. Trong nhà có quá trời thứ luôn á. Có bánh đó này. Bánh cà rốt. Bà có bánh cà rốt á. Restaurant. Ý, bà làm gì sáng vậy? Để mình ăn nốt cái bánh này luôn đi, rồi mình sẽ đặt lại cho bả. Và cái bánh này thôi, hay là mình để đem về nhà ta. Đặt ở đây thì nó lại hơi phí á. Ngoài ra thì trong này còn có những cái sữa dừa nè. Rồi trái dừa. Rồi cái gì đây? Cider mình chưa biết là gì nữa, nhưng mà cứ lấy tạm đi. Nói chung hình như bên đây là loại nước uống của bả. Rồi có thịt bò nữa nè. Có cà rốt. Có súp. Rồi có những dĩa salad nè. Pasta. Rồi có chocola nóng nữa. Thịt bò, trời ơi, đủ thứ thức ăn hết trơn á. Rồi ăn nốt miếng bánh rồi đi lên đường tìm hang tiếp thôi. Tại vì nhiệm vụ... Ây. Cắt lúng. Ui. Ui, hên quá. Xít nữa thì chết mình rồi. Mình gặp cắt lúng á. Cắt rất là nguy hiểm luôn. Trả lại đi. Và lên đường tìm một cái hang thôi. Nãy giờ đi mãi mà chả thấy cái hang đó hết trơn ta.
Đó, cái tòa tháp bự chưa? Từ từ mình sẽ khám phá cái đó sao? Khi nào có được một cái trái ác quỷ đi, để mạnh mạnh xíu á, mình sẽ vô trong đó đánh chiếm nha. Ui, và đây là một cái hang nè. Nó có hang để khám phá rồi. Mới vô gặp xác là hơi bị thích rồi. Lấy xác trước nha. Khi nào có đủ xác á, thì mình sẽ nâng cấp hết những cái dụng cụ cũng như áo giáp lên xác luôn, để cho mình có sức phòng thủ tạm tạm đi. Đi khám phá nó cũng tiện hơn á. Chứ bây giờ trong đây quái nó vừa mạnh nè, mà mấy anh hải quân thì cực kỳ gắt luôn á. Mình mới vô là ha, dí là quýnh mình quá trời à. Ôi, và đây có những cái quặng than siêu to nè, để mình lượm mang về. Đào cái này và cái này nữa. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ đi sâu hơn bên trong cái hang. Ủa, tính ra cái hang này cũng nhiều xác quá ta. Nhưng mà hình như nó hơi cạn á. Mình phải đi sâu hơn cơ thì mới dễ gặp được những cái quặng vàng hoặc là kim cương. Chứ bây giờ chỉ mới có tầng thứ mấy đây? Tầng thứ 59 à. Thì rất là khó để có thể gặp vàng á. Phải sâu hơn cơ. Ui, cái hang này nó cạn yêu à. Mà thôi kệ đi, có sắt á thì mình cứ lấy tạm cũng được. Rồi lấy thêm ít sắt ở đây nữa. Nãy giờ thì mình đào cũng được kha khá rồi. 6, 16 cái quặng sắt thường với 6 cái quặng sắt super. Trong này vẫn còn nữa nè. Ui, nhiều thiệt cái đó nha. Không có thôi chứ hồi có quá trời luôn. Và đường cùng rồi. Và chắc tạm thời á mình sẽ khai thác hết cái số khoáng sản chỗ này, rồi sau đó đào sâu xuống phía dưới với mục tiêu á là tìm được vàng trong ngày hôm nay nhá. Rồi có gì mình còn mở rương nữa để tìm coi coi trong rương đó có cái gì đặc biệt nhá. Ui, cái quặng gì đấy? Ôi quần bạc, trời ơi. Làm giật hết cả mình, rồi tưởng đâu mới đào tới tầng thứ 49 mới gặp được kim cương chứ. Là mừng một quá trời. Thôi kệ đi, ở đây có thêm một ít cái quặng Luli nè, để bây giờ mình sẽ lấy mang về luôn nhá. Và cái quặng Luli này là dùng để làm gì đây ta? À, nung lên à. Ui, nung một lần được 32 lần. Ui, nhiều như vậy, vậy là hơi bị lãi luôn á. Nữa nè. Ui, và phía dưới này còn có cả những cái quặng sắt super nữa. Ok, tạm thời thì cứ lấy mang về. Và giờ kho đồ mình nó đang bị đầy á, để coi mình vứt được cái gì. Xương rồng mình vứt được, tại vì gần nhà mình á là sa mạc nên thoải mái mà tìm xương rồng. Ở đây còn sắt super nên mình sẽ lấy về nhá. Coi luôn, và sắt super mỗi lần nung thì mình sẽ được tới 8 lần. Ô, vậy là mình hơi bị lãi rồi. Một mình được tới 8 luôn. À, nhưng mà mình đang bị vướng những cái cục sỏi nên thôi, ghé qua đây đi, rồi đi tiếp xuống dưới nhá. Coi coi, đi hướng này đi. Mong rằng là sẽ sớm sớm gặp được vàng để mang về làm chìa khóa nha các bạn. Chứ nãy giờ nôn nóng gặp vàng lắm luôn á. Mình vừa trở về nhà để cất đồ xong á các bạn ơi. Giờ mình sẽ trở lại và tiếp tục đào xuống phía dưới nha. Nãy giờ đào gì đâu quá trời nhưng mà không thấy vàng hết trơn á. Và nhìn trên mini map thì mình phát hiện ở phía dưới mình hình như là một cái ravine thì phải. Để giờ mình sẽ đào sâu hơn xuống dưới xem như thế nào. Ừ, đúng rồi, ravine chứ cái gì nữa. Và đuốc thì mình cũng gần hết á, nên mình sẽ bắt đầu chế tạo thêm một ít đuốc và cắm nha, để dễ dàng quan sát hơn. Rồi giờ thì xuống dưới thôi. Ôi, gần tới rồi kìa, gần tới ravine hay sao rồi kìa. Tạm thời rồi bỏ qua số sắt đó đi, đi sâu hơn cái ravine coi, mong rằng là sẽ gặp được vàng sớm. Ý, ủa đúng rồi mà, ý vàng nè, dây gặp được vàng rồi. Hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đó. Nhưng mà chắc mình phải khám phá nốt cái ravine cái đã. Nhìn trên mini map mình thấy ở dưới có nguyên cái ravine mà sao đào nãy giờ chưa tới nữa nè. À, và đây là silver nhá, chứ không phải kim cương nha các bạn. Nhìn sơ qua mình cũng cứ nhầm là kim cương ấy. Và mình đã tới cái ravine rồi. Dưới ravine có một tên Enderman và số vàng đằng kia. Chắc bây giờ mình sẽ lấy ưu tiên lấy vàng quá. Vàng trong đây hiếm cực luôn ấy, mình đào cả buổi trời. À, ai da, ai da, ai da, ai da. Ui, suýt nữa rơi xuống lava. Thôi kệ, giờ thì lấy vàng trước đi. Có redstone nữa nè, lượm luôn. Lượm ở đây và trên này nữa. Chắc sắp tới mình phải cố gắng tìm kim cương sớm quá à, để nâng cấp lên những cái dụng cụ bằng kim cương á. Như vậy thì việc đào của mình á nó sẽ diễn ra nhanh hơn nè, và nó sẽ tăng cái độ bền lên rất là nhiều. Ui, nhưng mà redstone từ từ đào sau đi chứ giờ nhiều quá, đào không có xuể luôn á. Chủ yếu là lấy. Ý, kim cương.
Ui cái này là kim cương nè, chứ không phải silver đâu. Một cái super kim cương mình có thể nung ra 6 viên kim cương. Trời ơi, giàu to rồi. Hôm nay mình giàu rồi các bạn ơi. Gặp được nguyên một cái mỏ super kim cương luôn nè. Ui, được thiệt sự, được thiệt sự. Và coi nào, đào ra. Được bao nhiêu đây? 10 quặng rồi. 11 quặng. Quá dữ. 12 nè. Ui nó còn nhiều lắm. Ui kim cương là nó một chùm vậy đó hả? Ui trong này vẫn còn. Nhưng mà nó bị che lắm. À đây, đào từng đường này được nè. Đó, đào thoải mái luôn. Vậy là sau khi đào hết số này để coi mình sẽ được tổng cộng bao nhiêu cái quặng super kim cương. Ê. Ui, không ổn rồi. Chặn lại. Ở đây nguy hiểm quá à, mình chưa có cái xô nước á, nên không đào tiếp được đâu. Mà tạm thời mình được 19 quặng super kim cương rồi đó. Ý, cái bụi cây này có độc à? Ui, bụi cây có độc nha, cẩn thận. Còn phía bên đây là cái gì đây? Cái gì mà tím tím này? Ây da, trời ơi. Từ từ. Bình tĩnh. Trong người đang rất là nhiều kim cương đó. Gớt xuống lava là trắng tay đó nha. Đào thử cái này coi. À cái này là lợi quặng mà mình có thể đổi với mấy cái bác dân làng Enderman nè. Ui được đó nha. Quá chậm thời thì chắc mình sẽ trở về thôi, chứ trong người nhiều kim cương quá mà ở dưới hang nó cũng hơi sợ á. Rồi sau khi trở về thì mình sẽ bắt đầu nung ra nhá. Chắc đầu tiên mình chỉ nung kim cương thôi, tại vì kim cương là thứ mình đang rất là cần. Kế đến là vàng nè, để mình làm ra những cái chìa khóa. Và cuối cùng là sắt thôi. Sắt thì mình còn rất là nhiều trên này, để mình nung ra trước nhá. Và những quặng sắt thường thì mình sẽ nung ở cái rương bên cạnh giống như vậy. Đó, vậy là xong. Công việc còn lại của mình là chờ đợi và chuẩn bị hay thu hoạch thôi, rất là nhiều luôn á. Nãy giờ được 24 viên kim cương rồi nè các bạn ơi. Ui, nhiều thiệt sự luôn, một lần được 6 viên kim cương lận á. Vàng cũng được xong rồi nè. Wow, sắt thì được 40 luôn. Quá dữ. Còn lâu nữa thì mình sẽ làm rất là giàu cho coi á. Kim cương mình sẽ cắt tạm ở rương bên này đây. Rương này là rương đựng kim cương của mình, cũng như là vàng và sắt. Và mình sẽ ưu tiên ra một ít vàng nha, để mình làm trước cái chìa khóa và mở cái hòm hồi nãy mình có nhặt được ở từ cái tàu hải quân á. Rồi đây cái hòm bằng gỗ, và mong rằng nó sẽ cho mình đồ xịn. Chuẩn bị tinh thần nhận món quà thôi nào. Ui, một trái ác quỷ. Và đây chính là trái Chiyu no Mi. Nó có hai kỹ năng thôi. Healing Touch. Chạm vô là để hồi máu hả? Mình chưa biết công dụng của trái này là gì nữa. Hay là bây giờ mình sẽ thử ăn nhờ. Trong đây á, khi ăn trái ác quỷ thì mình sẽ bị dính một cái lời nguyền là không thể nào mà xuống biển được. Nên mình cũng khá là lo lắng á. Có nên ăn không ta? Bây giờ mình ăn mà lỡ mình đi khám phá tàu hải quân, bị ảnh quýnh lọt xuống biển là coi như là chết queo luôn á. Mà vì đây là trái ác quỷ đầu tiên nên chắc mình sẽ test thử luôn. Ơi bên phần kỹ năng thì mình vẫn chưa có kỹ năng của trái ác quỷ nè. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Rồi sau đó ẩn vào một cái. Nó đã nhận được trái ác quỷ rồi nè. Bây giờ mình có thể thêm vào kỹ năng của trái ác quỷ luôn. Mình sẽ thêm xuống cái thanh ở phía dưới giống như vậy. Đó, đây là hai kỹ năng của trái ác quỷ. Và mấy cái phần bên kỹ năng của kiếm sĩ á, thì mình sẽ dời qua đây một tí. Và giờ thì test thử sức mạnh trái ác quỷ thôi. Chạm để hồi máu nè. Úi, bác dân làng ngộ vậy. Bác dân làng coi cái cặp chân mày của bác dân làng nè. Nhìn lạ cực luôn ấy. Bị xoắn lên luôn. Rồi mình coi con nào bị mất máu á, để mình chạm thử coi nó có hồi máu không nhá. Chẳng hạn như bác dân làng đi. Ui thiệt kìa. Ui để bây giờ mình sẽ lấy cây kiếm nè. Chưa, lấy cái cây kiếm ra cái. Quýnh mấy chân làng cái. Rồi sau đó lấy kỹ năng của mình. Chạm vô. Đó. Hồi lại đầy máu luôn. Ủa rồi cái này sao mình tự hồi máu cho mình được? Mình hồi cho người ta, ai hồi cho mình? Kỹ năng thứ hai là sao? À kỹ năng thứ hai là hồi máu diện rộng. Nè mình hồi một phát được 3-4 bát luôn. Đằng kia cũng được nữa kìa. Ui,
Cái này mà ai mà đang bị thương á, gặp mình một phát chắc mừng lắm luôn á, bình hồi một phát đầy máu luôn. Vậy là đây là một cái trái ác quỷ chuyên để hỗ trợ. Nhưng mà cái kỹ năng thứ nhất á, mình không có dùng được lên bản thân. Chỉ có kỹ năng thứ hai là mình cũng không dùng được lên bản thân luôn. Vậy là coi như mình ăn trái ác quỷ này vô dụng rồi. Mình đâu có chụp phục vụ trong việc chiến đấu được đâu. Nhưng mà không sao hết, mình vẫn có cách á để loại bỏ cái sức mạnh của trái ác quỷ này, nhưng mà hơi thiệt thòi cho mình một xíu thôi, để từ từ mình sẽ loại bỏ sau nhá. Còn giờ thì mình sẽ thu hoạch những cái khoáng sản đang nấu nè. Nó vàng đã nấu xong, kim cương thì đang nấu dở nè. Ui, nó nhiều quá, nó chứa không nổi nên nó ngừng nấu á. Và sau chuyến đi mai vừa rồi thì mình sẽ nhận được một stack và nửa stack kim cương. Trời ơi. Mới vô mà nhiều kim cương thiệt sự luôn á. Mình có thể nén lại nè và tạo được tới 10 khối kim cương và 6 viên kim cương thừa ra ngoài luôn. Vậy là sắp tới mình không cần phải khốn đốn trong việc đi tìm kim cương nữa rồi. Làm giàu không khó, làm giàu không khó. Và đây là cái quặng super kim cương cuối cùng. Ta da. Xong rồi, xong rồi. Khởi đầu như vậy á là rất là thuận lợi luôn á. Nhưng mà trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm hiểu cũng như là nghiên cứu về cái mod Tinker á. Tại vì trước giờ mình chưa bao giờ đụng vào cái bàn Tinker nữa hết trơn á, nên không có biết gì hết. Để từ từ thì mình sẽ tìm cách để nung nấu mấy khoáng sản trong cái lò Tinker này. Và hy vọng các bạn sẽ chỉ giáo mình thêm nhá. Và trước khi kết thúc video thì mình muốn xin các bạn á cho mình sử dụng cái lệnh, đó chính là Game Rule Keep Inventory á, để khi mà mình đi khám phá nó sẽ tiện lợi hơn. Với cả trong đây á, nhiều khi mình lại bất cẩn á, bị một vài cái tên có kỹ năng đốt cháy á, là mất hết đồ luôn, thì nó sẽ rất là phí á các bạn ơi. Rồi, và trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng tìm kiếm những cái con tàu hải tặc hoặc là tàu hải quân á, để tìm thêm những trái ác quỷ nhá. Và sở hữu càng nhiều trái càng tốt. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. We'll be right back.